chí, văn học, nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, một góc văn học kỳ này, mời quý vị nghe những chia sẻ của cộng tác viên Ngọc Huệ qua tùy bút của nhan đề Ký ức. Mưa nên chẳng thể ra ngoài, đành ở lại ký túc xá, đọc vài trang sách, xem vài tập phim. Những tập đầu của Crash Landing on You làm tôi nhớ đến những ngày còn nhỏ, cái ngày xưa xưa sống cuộc sống dân dã ở vùng nông thôn như những cảnh trong phim ấy. Lại ước mình có thể sống lại khoảng thời gian ấy, bình dị vô tư, không lo không nghĩ. Chợt nhớ món cơm nguội trộn đường mà lũ trẻ chúng tôi yêu thích một thời. Chỉ là cơm thôi mà cứ ăn đến hết hũ đường của mẹ, nhưng hiếm khi nào được ăn công khai vì mẹ chẳng cho. Vậy nên mỗi ngày đi học về đều nhìn trước nhìn sau, rồi chạy ngay đến tủ chén lấy một ít cơm nguội rải lên một lớp đường trắng tinh. Cứ thế mà cảm nhận vị ngọt của đường lẫn vào vị ngọt của cơm, ăn đến no căng. Nếu ngoại bắt gặp, chắc hẳn sẽ càm ràm vài câu kiểu như: ai lại ăn cơm nguội? Ăn cơm nguội học dốt. Bổ béo gì mà khoái vậy bay? Ăn cơm cháy đen đau bụng đó con. Nhưng mặt ngoại nói gì, đứa cháu vẫn say sưa với chén cơm nguội trộn đường. Lúc ấy có cảm tưởng như thế gian này chẳng còn món gì ngon hơn nữa cả. Ngày nay chẳng còn ai ăn lại món ấy, kể cả tôi. Dường như theo thời gian, con người ta đã lãng quên nhiều chuyện, cả cảm xúc cũng chai sạn đi. Hoặc cũng có thể những áp lực và tất bật của cuộc sống hàng ngày đã làm chúng ta dần dần quên đi những cảm xúc tuổi thơ. Giờ tôi có ăn lại món cơm đó thì cũng chẳng thấy ngon nữa. Cũng không thể tìm thấy cái cảm giác vừa vui sướng vừa lo lắng bị mẹ phát hiện. Chính vì vậy mà cũng mất luôn cảm giác thỏa mãn sau khi ăn xong no cái bụng, rồi chân sáo chạy đi tìm bạn nghịch cả buổi chiều, đến nỗi mẹ xách roi đi kiếm. Ngày xưa lúc tôi cao đến tầm cái nắm cửa, chẳng nhớ là mấy tuổi, chỉ biết là rất bé, thôn xóm còn nhiều nhà cây nhà lá, hiếm hoi lắm mới có một căn nhà lợp tôn. Đường vào làng còn bằng đất, và dọc hai bên người ta trồng bông bụp làm hàng rào. Nhưng chẳng mấy khi chúng nó nở hoa, toàn lá, có nở cũng chỉ vài bông đưa thưa. Thật ra chúng có nở cũng chẳng còn, bởi lũ chúng tôi hái về làm nước bán trong trò chơi nhà chòi. Màu nước qua sắc bông đỏ đỏ hồng hồng trông thật đẹp. Khi ấy, mỗi chủ nhật thường hay cúp điện, từ sáng cho đến tối khuya, tụi nhỏ chúng tôi thường bí xị vì chẳng xem được chương trình tivi yêu thích. Nhưng thoáng chốc lại quên ngay, vì chẳng phải ở nhà, chẳng phải làm bài tập và được nghịch nến. Chẳng hiểu sao cho đến giờ tôi vẫn thích ánh nến trong đêm, đơn lẻ mà kiên cường. Mất điện, trẻ con cả xóm tụ lại đùa vui, chơi sáp nến, nặng thành đủ hình hài mà mình có thể nghĩ ra. Có lần tôi đã ăn no đòn vì đốt cháy toàn bộ nến trong nhà chỉ để lấy sáp chơi. Không chỉ nến, buổi tối của trẻ con vùng quê còn nhiều trò lắm. Nào trốn tìm, nhảy cao, đuổi bắt. Nhớ có lần chúng tôi nghịch dại đi trộm than nóng trong bếp bỏ vào miếng dùa để bắt chước mẹ nấu ăn, nướng mấy trái dại hái được. Đang chơi thì cha mẹ đến gọi về, sợ bị đòn nên giấu dùa than đỏ vào chiếc xe xích lô của bác Tư dựng bên nhà. Kết quả thế nào lại làm cháy mất xe của bác, lửa cũng liếm vào tận buồng ngủ phía trong. Những ngày mưa bão cũng thường xuyên mất điện. Sau tiếng sét ì đùng là mất điện, lắm khi còn nghe tiếng bụp bụp ngoài cột điện vì cháy chập.
Thường những lúc ấy, từ trong nhà nhìn ra sẽ thấy các chú cùng xóm cầm cái gậy rõ dài đập đập vài cái thì đèn lại sáng lên. Chúng tôi ngưỡng mộ lắm, vì trong trí óc trẻ thơ, các chú giỏi như siêu nhân vậy. Sau này xóm tôi lên nông thôn mới, điện không mất nữa, con đường đất với hàng rào bông bụp cũng chẳng còn. Lũ trẻ chúng tôi mất đi nhiều trò chơi thuở bé. Rồi cứ thế chúng tôi lớn lên trong hiện đại và văn minh, trong ngập tràn các trò chơi phố thị. Đến một ngày như đêm nay, tôi quay đầu nhìn lại thì đã ngỡ ngàng với hình ảnh của chính mình từ quá khứ chưa xa.